chào quý Phật tử đồng hương xa gần. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình kênh YouTube Phật Pháp và Đời Sống. Hôm nay, Ni Sư Giới Hương, trụ trì Chùa Hương Sen, thành phố Paris, quận Riverside, miền Nam California, xin chia sẻ câu chuyện số 14 trong 46 câu chuyện của tích truyện Kinh Hiền Ngu. Câu chuyện hôm nay tựa đề là Hàng Cột Sáu Luật Sư Ngoại Đạo, tức là sáu vị ngoại đạo. Và khả năng của Đức Phật hàng phục như thế nào? Câu chuyện rất là lý thú để chứng minh khả năng trí tuệ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, A Di Đà Phật. Vào thời Phật hay thời nào cũng vậy, hãy có Phật thì có ma, có người hiền thì cũng có người ác, có người lương thiện thì cũng có người phá hoại, vân vân quý vị. Đức Phật sanh ra trong cái bối cảnh của đất nước Ấn Độ, là nơi có nhiều thuyết ngoại đạo, nơi có nhiều tà thuyết, chánh thuyết lẫn lộn, vân vân. Thì vào thời đó, vua Bình Sa Vương cùng với một người em, là hai anh em trị vì đất nước. Người anh là người ủng hộ cho Đức Phật Thích Ca, người em thì ủng hộ cho nhóm luật sư, mình gọi luật sư tức là sáu vị sư ngoại đạo. Và sáu vị sư ngoại đạo này sanh ra coi như thành lập trước Đức Phật vài tuần, tức là lúc trước khi Đức Phật giác ngộ thì là cái nhóm lục quần tỳ heo này đã có thành lập rồi. Và họ hay dùng những thần thông, cũng giống như là hay dùng những tà thuật để làm ngu muội cái tâm trí của em vua Bình Sa Vương, để người em đó lấy ủng hộ, lấy của cải châu báu phụng sự của cái nhóm tà sư đó. Thì người anh á thì muốn cảm hóa em mình, mà muốn cảm hóa thì phải có đối chất, phải có gặp mặt nhau, nói chuyện lẫn nhau, phân biệt hai trắng hai tà. Thì người anh mới nói rằng là: em à, em theo Phật đi, bây giờ anh sẽ sắp xếp, là sư huynh sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt giữa lục quần tỳ heo và Đức Phật. Nếu mà Đức Phật nói chuyện mà thắng cái nhóm lục quần tỳ heo á, thì em phải theo anh quy y với Phật. Nếu mà nhóm lục quần sáu vị thầy của em mà thắng Đức Phật á, thì anh sẽ bỏ Phật mà theo em. Câu chuyện rất là hay, rất là hấp dẫn. Người em đồng ý. Thế thì tất cả dân chúng rất là phấn khởi, hào hứng để xem một cuộc đấu trí giữa hai cái nhà kêu bằng tôn giáo nổi bật tại Ấn Độ. Thì trước khi Đức Phật đến thì người em sắp bàn ghế cao trên khán đài cao cho nhóm sáu vị thầy của mình. Đức Phật và tăng chúng đến sau phải ngồi ở dưới. Mà Phật vẫn ngồi ở dưới, nhưng mới vừa ngồi chừng một phút à, thì tự nhiên thấy sáu vị đó ngồi ở dưới, Đức Phật ngồi ở trên. Thế thì người em lại sắp xếp ghế ngồi ở trên cho sáu vị thầy của mình, mà mới vừa sắp lên trên thì chừng một phút lại bị đổi xuống dưới. Phật dùng thần lực để đổi, cứ như vậy 3-4 lần, và người cái nhóm luật sư ngoại đạo xấu hổ quá phải ngồi ở dưới. Rồi bắt đầu đến dâng nước, sau khi ngồi thì phải dâng nước cho quý thầy uống. Thì Đức Phật cũng rất là tế nhị, Phật nói ông em của vua Bình Sa Vương thôi, bữa tiệc chính này là cho lục quần tỳ heo, lục quần của các vị, sáu vị thầy của các vị, quý vị mời nước trước cho sáu vị thầy của các vị đi. Quý vị thấy không, cầm lên, cầm chai nước vậy rót không có ra giọt nào hết, hoặc dùng thần thông hoặc chặn, trong khi tới rót lên rót không ra, cái nhóm lục quần tỳ heo không làm cách gì để cho nước chảy, cái quê quá, nói thôi thôi rót cho Đức Thích Ca trước, ra rót cho nước Thích Ca trước rồi rót xuống đây nước mới chảy. Rồi mình nói nước và đến cơm, đến dâng cơm. Đức Phật cũng nói thôi bây giờ dâng cơm cho nhóm luật sư ngoại đạo trước đi. Mới vừa dâng cơm, cơm nó bay trên trời,
không có giọt cơm nè. Ấn Độ thì có một cái dĩa quý vị, xới cơm vô, xới được ăn vô, nhưng mà chưa xới thì cơm nó đã bay trên hư không. Lục quần không làm cách nào để cho cơm nó rơi xuống được, mới nói thôi sát bát cho Đức Phật Thích Ca đi, rồi hãy xuống đây sát cho lục sư này. Rõ ràng lên xớt cho Đức Phật trước rồi mới xuống đây thì được, tức là phải rớt cho người đức độ trước thì mới xuống đây được. Rồi bắt đầu đến thuyết pháp, Đức Phật cũng nói thôi nhường cho lục sư thuyết pháp trước đi. Đức Phật thuyết pháp sao mà sáu ông này vừa mới mở miệng là tự nhiên cái môi trên môi dưới nó dính với nhau giống như dính keo vậy. Gồng như thế nào, lấy keo, lấy dao cự như thế nào, môi nó cũng không dính ra. Tức là thần thông như thế nào mà sáu năm nay cũng không, tu mấy năm nay cũng không dính ra. Cái dùng cái tay chỉ, ý là nói thôi để Đức Phật Thích Ca thuyết trước đi. Thế thì Đức Phật Thích Ca thuyết trước. Phật Thích Ca thuyết về nhân hòa giọng của Ngài êm dịu, dịu dàng, hòa nhã, nghĩa lý, sâu huyền về hạnh thế gian, xuất thế gian. Và khi Ngài giảng như vậy, trái đất rúng động, hoa trời rơi xuống, vân vân, tán dương cái lời giảng pháp của Ngài. Ngài giảng pháp rồi thì sáu cái miệng kia cũng không mở được. Lúc đó toàn thể đại chúng mới phân biệt được ai chánh ai tà, và mới thấy được rằng là những người nghe pháp của Đức Phật được chứng sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả. Em của Vua Bình Sa Vương cũng chứng được pháp nhãn tình. Luật sư ngoại đạo quê quá liền đi ra về, vì thấy mình cũng bị xếp vế trước Đức Phật Thích Ca. Thì lúc đó có một con ma ba tuần, là con ma này là chuyên theo đường tà, ai sắp giác ngộ là nó tới nó hại, vì nó chỉ muốn ai cũng sáng tà đạo, sống làm điều ác để làm bạn với nó. Ai giác ngộ, chứng ngộ, tỉnh thức, thánh thiện là nó phá. Cho nên mỹ nhân kế mà Đức Phật mà ngồi dưới gốc cây mà ma nữ mà tới phá cũng là ma ba tuần này đây, con gái của ma ba tuần. Một vị mà sắp chứng quả là lâu đài của ma ba tuần nó run rẩy. Thì ở đây cũng vậy, con ma ba tuần nó thấy luật sư này thất bại, cho nên nó mới truyền một cái pháp đặc biệt cho nhóm luật sư này. Và nhóm luật sư này sau khi học được cái pháp đặc biệt này, hí ha hí hỉnh quẹo lại gặp Đức Phật, nói ta bây giờ ta có pháp lạ rồi, bây giờ ta đấu với Đức Phật, hẹn gặp lại Đức Phật. Thế thì bắt đầu Đức Phật hẹn gặp Đức Phật ở thành Tỳ Xá Ly. Thì Đức Phật, vì Đức Phật muốn thử mà, ngày mai gặp ở thành Tỳ Xá Ly, thì Đức Phật đi bộ qua nước Châu Diệm Di. Nó kéo nhau đến Châu Diệm Di, thì Đức Phật đi đến nước Việt Kỳ. Nó kéo nhau đến nước Việt Kỳ, thì Đức Phật lại đi đến nước Đặt Xoa Tha Lợi. Nó kéo nhau đến nước, nó hí hai hưởng, nó nói ông Phật thua, ông Phật bỏ tôi, ông Phật chạy, cho nên tôi rượt tới cùng. Phật đến nước Ba La Đại, nó kéo nhau đến nước Ba La Nại. Phật đến nước, sắp đến nước, Phật đến nước Ca Tỳ La Vệ, nó kéo nhau đến nước Ca Tỳ Vệ. Phật đến nước Xá Vệ, nó kéo nhau đến nước Xá Vệ. Và cuối cùng thi đấu tại nước Xá Vệ, mà nó đi bộ hụt hơi. Nó đi hụt hơi, còn Đức Phật và Chư Tăng thì đi trong cái định, cho nên không có mệt. Và ngày thứ một, quý vị coi rất là lý thú, 7 ngày thi đấu. Ngày thứ nhất, Đức Phật sau khi ăn sáng xong, Đức Phật lấy cái tâm thả xuống đất. Thời nơi nước Xá Vệ hiện ra vô số những núi báo đầy trái cây thơm tho, mà nó không làm được gì hết. Nó nói nó có phép làm, nó không làm được gì hết. Ngày thứ hai, sau khi vua, một vị vua cúng dường ăn cơm rồi, thì Đức Phật dùng nước đổ xuống dưới đất, thì nước biến thành một dòng sông xanh tươi mát mẻ, trong khi nó không làm được gì hết. Ngày thứ ba, Đức Phật thọ dụng nơi cung vua Nhân Đa Đa Di, sau đó Ngài làm cho nước chảy xoáy ra và phát ra nhiều âm thanh,
nằm ngủ căng ngủ lực, thất bồ đề phần tức là giảng về tính tấn niệm định tuệ, giảng về trạch pháp niệm tinh tấn vân 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 vân. Mỗi người nghe pháp xong đến ngày thứ tư ai nấy rất là an lạc. Ngày thứ năm sau khi Phật dùng cơm tại Phạt Ma Đạt rồi thì Phật phóng hào quang, hào quang sôi khắp tam thiên đại thiên thế giới, khiến cho chúng sanh nhận được cái hào quang đó không còn tham, không còn sân, không còn si nữa. Đức Phật giảng pháp đến đâu ai nấy cũng đều tỏ ngộ. Ngày thứ sáu Đức Phật làm cho đại chúng đạt được cái tha tâm thông. Quý vị, tha tâm thông là mình biết cái hiểu của suy nghĩ của người kia. Thường là chúng ta đoán mò thôi, không biết chỉ nói gì có đúng không. Mình đoán mò cho nên mình hay làm sai phạm, mình đoán mò cho nên mình hay hiểu lầm. Còn Đức Phật làm cho người này hiểu tâm người kia, người kia hiểu tâm người nọ. Cho nên ai nấy được kính nể khả năng của Đức Phật và tâm trí mở mang, biết rằng là từ thiền định mà chúng ta có thể có thông đạt được cái tâm của người khác. Ngày thứ bảy Phật ông Thích chuẩn bồi thỉnh Phật, và Phật dùng sức vô ngại khiến cho mọi người trong đại hội đều thấy quá khứ, hiện tại, tương lai của mình và đầy đủ cung điện, và mọi người phát lòng kính ngưỡng, thấy được cái công đức nghe pháp, thấy được công đức cúng dường tu tập làm thiện của mình, và tương lai mình có sanh cõi lành, mình có cung điện, mình có đại tưởng tốt. Và ngày thứ 8 vua Đế Tích thỉnh Đức Phật, và Đức Phật dung nhan như nhật nguyệt, mặt mày sáng rỡ, hào quang chói sáng tựa núi vàng. Ngài cắt cánh tay vàng, rồi Ngài để tay cánh tay của Ngài trên bàn, và nó rung động như trời sấm sét. Dưới tòa Đức Phật hiện ra vô số các vị đại quỷ thần, vô số các vị thần hộ pháp cầm chày kim can. Cái nhóm luật sư bây giờ nó quá sợ hãi, vì trước Phật nó không làm gì được, mà sau khi nó học phép của ma đầu, của con ma ba tuần thì nó cũng không làm gì được hết cả. Nó sợ quá nó bỏ chạy, và nó xấu hổ quá nó núp luôn. Còn đồ chúng của nó ở lại, và Đức Phật hóa độ cho nhóm đồ chúng đó biết nương Phật, nương Pháp, nương Tăng, biết ăn chay, không nương vào tà thuật. Vào ngày thứ 9, vua Phạm Thiên thỉnh Đức Phật, và Ngài hiện ra thân cao lớn lên tới trời. Phạm Thiên tức là thân của mình, thứ 6 ha. Bây giờ Ngài hiện thân cao giống như lên tới mây xanh luôn đó quý vị, mà hào quang xoắn rõ, ai cũng nghe tiếng Ngài giảng pháp. Phật vì tất cả chúng sanh diễn thuyết pháp yếu, khiến cho tất cả chúng sanh phát tâm cầu Phật, kết quả sinh lên cõi trời rất nhiều. Vào ngày thứ 10, Phật còn giảng pháp đến ngày thứ 10, thì Tứ Thiên Vương thỉnh Phật thuyết pháp. Lúc này Đức Phật dùng tam muội vô ngại giải thích về sự ly diệu của tâm chân như vô ngại, thể tánh bất sinh bất diệt của mỗi chúng sanh. Và nhiều người nghe bài pháp này đắc vô sanh pháp nhẫn, trí tuệ minh mẫn. Vào ngày 11, trưởng giả cấp cô độc mời Đức Phật. Đức Phật ngồi trên tòa cao, ẩn hiện nhưng hào quang tỏa ngời, đại chúng thấu rõ đạo màu, phát tâm vô thượng chứng ngồi chánh giác. Ngày thứ 12, cư sĩ Chất Đà La thỉnh Đức Phật. Đức Phật nhập tam muội, phóng quang sắc vàng soi khắp đại thiên, hào quang chiếu vào chúng sanh nào thì chúng sanh đó không còn tham, không còn giận, không còn hờn, và tất cả xem nhau như ruột thịt, huynh đệ bồ đề quyến thuộc với nhau. Ngày 13, vua Chuẩn Châu Đa La thỉnh Đức Phật. Đức Phật nơi rốn của mình, tức là nơi lỗ rốn của mình, phóng ra hai tia hào quang tỏa ra hai bên. Còn nhiều Đức Phật hóa thân tuyệt đẹp trang nghiêm, ai cũng ngạc nhiên. Đức Phật theo trình độ của mỗi người mà thuyết pháp về nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Ngày 14, vua U Điền thỉnh Phật, và trang hoàng cả ngàn đóa hoa tươi. Đức Phật dùng thần túc biến những đóa hoa ấy thành 1250
bảy cỗ xe quý đẹp cao tới cõi Phạm Thiên, trong xe đều có các Phật và thánh chúng an tọa. Đại chúng xem thấy đều rất hoan hỷ vui mừng tán thán. Đức Phật tùy bệnh, ngài giảng bệnh thuốc, ngài giảng pháp trị bệnh tâm cho chúng sanh. Ngày 15, vua Bình Sa Vương thỉnh Phật cúng dường. Sau khi dùng cơm xong, Đức Thế Tôn chỉ ngón tay xuống đất, ai ai cũng thấy 18 tầng địa ngục, trong đó có rất nhiều tội nhân. Những tội ấy đều từ tham sân si tật đố mà ra. Ai cũng sợ hãi, tự nhủ rằng là từ nay mình sẽ không làm ác nữa, mình làm thiện để được lên sanh lên cõi trời, hoặc là Phật, hoặc là Bồ Tát. Đức Phật phân tách về tội lỗi do thân niệm ý gây gớm khiến rơi xuống địa ngục, và đại chúng phát nguyện tránh ác làm lành. Vua Bình Sa Vương thấy Đức Phật và tất cả mọi người chiêm ngưỡng 32 tướng tốt của Đức Phật, và ai cũng muốn xem cái tướng lòng bàn chân của Đức Phật. Quý vị biết lòng bàn chân của mình thì chỉ có những cái văn chỉ chân thôi, nhưng Đức Phật có cái bánh xe ở dưới cái bàn chân. Thì Đức Phật dạy rằng là do ta nhiều kiếp khuyên mọi người tu thập thiện, cho nên rằng là dù ta có bị lửa đốt đi nữa, do tu thập thiện thì ta cũng sẵn sàng để cho chúng sanh tu thập thiện thoát khổ. Do đó mà ngay cái bàn chân của ngài có bánh xe chuyển pháp, pháp luân. Quá khứ Đức Phật kể rằng quá khứ cái sáu luật sư ngoại đạo này cũng rất ham danh lợi, ham danh lợi, ham tiếng thôn mà tranh giành với Phật, nhưng mà cuối cùng cũng bị thất bại. Vua kể rằng là Đức Phật kể rằng là giống như có một vị vua bị bệnh, Đức Phật bị bệnh, ông thầy thuốc làm 32 lạng thuốc cho Đức Phật uống. Thế thì cái nhóm ngoại đạo này nói rằng là thuốc không hay không uống, đúng không? Nhưng mà rốt cuộc rồi thì cũng nhận thấy là hay. Tức là họ lúc nào họ cũng tranh giành quyền lợi đối với Đức Phật hết. Cả nước, cả đời bây giờ và ngay cả đời quá khứ. Như vậy câu chuyện hàng phục sáu vị luật sư ngoại đạo là những vị ngoại đạo trong thời Đức Phật, cho chúng ta thấy rằng Đức Phật rất là từ bi và ngài có những cái năng lực phi thường mà khi cần ngài dùng ra để hàng phục những người bướng bỉnh giống như là luật sư ngoại đạo. Còn nếu những người nào hiền thì ngài chỉ dùng pháp, dùng lời nói, dùng giới định tuệ để giảng dạy là được. Đối với những người kiên cường thì ngài phải dùng thần thông, thần túc. Vâng, câu chuyện như vậy chia sẻ để quý vị thấy Đức Thế Tôn từ phụ của chúng ta, ngài rất là trí tuệ và rất là Superman. Ngài cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu để theo dõi chương trình giảng pháp YouTube Phật Pháp và Đời Sống. Hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình kỳ tới. Chúc quý vị một ngày an lạc trong chánh pháp. Nam mô A Di Đà.